Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về chimney Yamaha model là DSV-S2500. Máy về trong tình trạng là đẹp long lanh, toàn bộ mặt trước được thiết kế là phay nhôm màu vàng chanh rất là sang trọng và rất là đẹp nha anh em. Trong này thì nó sẽ có giá xuất xưởng khá cao, 150.000 yên. Và đây là dòng âm đi đã được hãng đầu tư rất là kỹ lưỡng nha. Điện áp 100V và công suất của nó lên tới là 400W. Trong này được chứng nhận là TX, thì chỉ những cái thiết bị có thiết kế tiêu chuẩn và trải qua những bước kiểm tra nghiêm ngặt của hệ thống thì mới đạt được chứng nhận này. Đối với chiếc âm đi Yamaha DSV-S2500 thì nó sẽ cho chúng ta kết nối cộng quang. Anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc YouTube trên Smart TV và cộng analog ta có thể chơi nhạc từ đầu đĩa. Và với thiết kế công suất của nó lên tới là 180W một kênh cho loa 6 ohm maximum và nhân điều cho 7 cái loa, thì anh em vẫn có thể lắp thêm vạc số vào để chơi karaoke tốt. Đây là 7 chế độ là 7 sạc radio, anh em có thể nghe nhạc bằng 7 cái loa khá là hay để chúng ta không lãng phí bất kỳ một cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc. Trong này thì nó vẫn có luôn cái cổng rẻ ao, thì anh em có thể sử dụng nó để làm bộ dây mã DAC rất là tốt nha anh em, xuất sang một cái hệ audio khác. Về kích thước chiều ngang của máy là 435mm, chiều cao 171mm và chiều sâu là 433mm. Điện áp 100V, công suất là 400W. Trọng lượng của nó lên tới là 17,8kg nha. Rất là to khủng. Đối với cái dòng Yamaha DSV-S2500 thì bắt buộc chúng ta phải có cái remote điều khiển từ xa thì mới vào bên trong cài đặt được nha. Thì anh em có thể tham khảo thêm ở trên kênh của em đã có video hướng dẫn chi tiết về sử dụng và cài đặt. Khi mà vào bên trong cài đặt thì anh em có thể cài đặt lựa chọn là loa lớn, thay đổi loa, volume từng cái loa, bởi vì trước này nó sẽ không có cài đặt nha. Và bắt buộc chúng ta phải có cái điều khiển từ xa để mà cài đặt. Và đây là một cái điều khiển học em đã cài đặt để full chức năng để có thể điều khiển được nha. Dòng này thì nó sẽ rất là kén remote nha, những cái dòng remote của Yamaha thì nó sẽ không có được vào bên trong setup cài đặt. Thì anh em nào cần cái remote thì cũng có thể liên hệ em trên số điện thoại 0834563852. Và sau đây thì em sẽ test cái cổng vào đầu tiên, đó là cổng DVD nha. Em đang kết nối với cổng quang. Cổng CD là cổng analog. Hai lắp không. Hai lắp surround. Hai loa Sclerback và loa Center. Tiếng hò cô gái bên cửu long, mưa rằng mai lúa lên đầy bông. Như vậy là 7 loa, hoạt động ok, chế độ 7 sạc stereo nha anh em. Rồi đây là cổng quang, anh em có thể lấy tín hiệu từ Smart TV xuống nha. Cổng CD, chơi nhạc từ đầu đĩa nha. Và sau đây thì em sẽ chuẩn bị một cái MD rồi bên ngoài để test chức năng để làm giải mã DAC luôn cho anh em. Đây là cái khu vực rè ao nha. Rè ao phong đây. Rè ao phong. Rồi. Như vậy là em đã test đầy đủ các chức năng của chimney Yamaha DSV-S2500. Cổng quang, cổng analog, tất cả các cổng ra loa và cổng rè ao để làm giải mã DAC luôn nha. Máy đẹp long lanh luôn nha anh em, không một vết chày luôn nha. Mặt phay nhôm màu vàng chanh, núm volume cũng được thiết kế bằng kim loại nha, núm chỉnh ngõ vào cũng được bằng kim loại luôn. Công suất là 400W. Yamaha DSV-S2500, điện áp 100V, công suất cực khủng là 400W. Cọc loa bắp chuối nha.
sắt cắm mạ vàng hết luôn. Nội thất Yamaha AS2500 công suất 400W, cấu hình khủng long đặt ruột của Nga. Biến thấy nguồn Yamaha to, tách 14 sò. Với chiếc đi Yamaha DSV AS2500 mặt phay nhôm màu vàng chanh đẹp long lanh, công suất cực khủng lên tới là 400W, hỗ trợ kết nối cổng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc YouTube từ Smart TV, cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Và ngoài ra với cổng real thì anh em có thể sử dụng chiếc đi này để làm bộ giải mã DAC xuất sang một cái hệ audio khác. Và vừa giải mã DAC vừa có thể điều chỉnh âm sắc rất hay. Với công suất khá khỏe của nó thì anh em vẫn có thể lắp thêm van số vào để chơi karaoke tốt. Với chiếc đi Yamaha DSV AS2500 đẹp long lanh thì em sẽ bán với giá là 3.300.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em vui lòng nhấn nút đăng ký phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.